của chương trình Ẩm thực Quảng Ninh. Và trong chương trình kỳ này thì sẽ là một món ăn dành cho những tín đồ của ốc. Và món ốc ngày hôm nay Hoài Thu muốn giới thiệu tới quý vị thì cũng khá là đặc biệt. Và đó là món ốc gì thì hãy cùng đón xem nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn món ốc hương trứng muối. Thay bằng việc nấu truyền thống là hấp xả hoặc sốt me, hôm nay mình sẽ kết hợp với trứng muối và bơ để tạo ra một món ăn độc đáo và mới lạ. Ốc hương mang vị ngọt tự nhiên, thịt dai, giòn, tươi và không bở. Trong ốc không có cholesterol nhưng lại chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, đặc biệt là vitamin B. Ốc hương là loại ốc rất được yêu thích, nay kết hợp cùng trứng muối béo mặn, ốc hương càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Đầu tiên, ốc sau khi được rửa sạch sẽ cho vào nồi luộc sơ. Công đoạn này sẽ giúp cho những chất cặn bùn cứng đầu còn bám trên ốc sẽ bở ra và nổi lên trên bề mặt nước. Lúc này chúng ta sẽ hớt hết cặn bẩn bỏ đi, sau đó vớt ốc ra để ráo. Với cách sơ chế này, ốc hương sẽ hoàn toàn sạch sẽ, bạn không còn lo ngại vướng phải sạn khi ăn nữa nhé. Theo là công đoạn làm nước sốt, linh hồn của món ăn. Đem trứng muối luộc chín khoảng 10 phút rồi tách lấy lòng đỏ. Tiếp đó dùng thìa tán nhuyễn trứng muối. Bắc chảo lên bếp, cho trứng muối, đường, sữa đặc, một chút muối và bơ thực vật vào chảo, đánh hỗn hợp cho thật nhuyễn mịn. Đây là khâu rất quan trọng. Hương vị của món ốc có đạt chuẩn hay không là phụ thuộc vào bước đánh hỗn hợp sốt này. Tiếp đến, chúng ta sẽ cho một chút nước lọc vào chảo. Bật bếp đun sôi hỗn hợp cho đến khi trứng muối tan hết thì hạ nhỏ lửa, cho một chút bột năng vào để tạo độ sánh cho sốt. Khi nước sốt đã kèo lại và có màu vàng đặc trưng của trứng và bơ, chúng ta sẽ làm bước cuối cùng là cho ốc vào hỗn hợp đảo đều, đun nhỏ lửa trong vòng 1 phút. Như vậy là món ốc hương sốt trứng muối của chúng ta đã hoàn thành. Quả thực là món ăn này rất là độc đáo, tại vì là quý vị có thể không cần sử dụng nước chấm mà sử dụng chính cái nước sốt thì đã cảm thấy rất là tuyệt vời rồi. Và nước sốt ở đây thì rất là sánh và có cả vị bơ nữa nên là rất hợp để ăn với cả bánh mì. Trứng muối và bơ kết hợp với ốc hương đã tạo nên một hương vị rất là béo ngậy, mặn mặn, thơm ngon và rất là lạ miệng. Hoài Thu chắc chắn rằng đây sẽ trở thành một món ăn thu hút được mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Và nếu như các bạn có dịp đến với Hạ Long Quảng Ninh của chúng tôi thì đừng quên thưởng thức món ăn này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.